Hello anh em, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Là mình đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với anh em đây để hướng dẫn cho mọi người về cách có thể chơi được con tài xỉu 10 năm này bằng phương thức tốt nhất và mới nhất của mình nhá. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em phương thức bắt cầu bài con single 1 và tổng máu single. Phương thức này thì mình cũng đã hướng dẫn anh em một vài ngày rồi và nhiều anh em cũng có bảo mình là anh có thể là sang bên con tài xỉu 10 năm này để hướng dẫn cho anh em xem là đánh bên con tài xỉu 10 năm này kiểu gì không. Ok, mình sang luôn chứ có việc gì đâu đúng không anh em. Thực ra mình cũng đánh rất là nhiều bên con tài xỉu 10 năm này như này rồi. Chỉ có là mấy ngày hôm nọ là mình hay đánh bên tài xỉu đồ hũ. Nên nhiều anh em cứ nghĩ là mình không đánh bên tài xỉu 10 năm đúng không. Thực ra mình đánh tất anh em ạ. Chỉ có là mình đánh ấy thì dạo gần đây mình ít đánh thôi. Chứ thực ra công thức mình hướng dẫn cho anh em cái công thức xíu 1 này này, đánh thì nó chả khác gì nhiều đâu, nó chỉ khác một số con đặc biệt thôi, còn về độ hiệu quả nhá, nó vẫn tương tự như thế, được chưa? Đấy, mà không chỉ là cái con tài xỉu 15 hay là cái con tài xỉu màu xanh đâu. Mình có thấy là nó có hiệu quả trên rất là nhiều cái con game khác. Đấy, như kiểu là anh Win Sun Queen hay là những con game 088 các thứ chẳng hạn. Công thức xíu 1 này của mình đa số nó đều có hiệu quả, nó đều có thể là lời lãi được nó rất là lớn nhá. Ok. Đấy, nên là anh em đánh thì anh em cứ an tâm là dùng công thức của mình trên nhiều loại game đều được. Ok chưa? Rồi, thì vừa vào đầu cái mình đánh 5M, thế mà nó gãy rồi, buồn chưa kìa. Cái công thức gọi là cái tay đầu mình vào thì không phải là mình đánh theo cái công thức xíu 1 nhá, mà mình đang đánh theo cái câu thần chú, hai con giống nhau đệm nhau anh em ạ. Đấy, cái câu thần chú này là gì? Mình đã ghi bên trái màn hình cho anh em rồi đúng không? Đấy, ở bên trái màn hình mình đã ghi cho anh em một là cái công thức xíu 1 và tổng máu xíu này. Đây ở trên, còn dưới mình đã ghi cho anh em một cái câu thần chú là hai con giống nhau đệm nhau. Thì được bẻ với công ngược là 80%, con này chưa bẻ, con sau sẽ bẻ được 90% anh em ạ. Ok, con tiếp theo đây, mình sẽ có tỷ lệ ăn là 90% luôn. Nên là chắc là mình sẽ đánh to đi xem thế nào. Ok, đấy. Cái con này thì mình sẽ đánh to luôn nhá. Tại vì ở đây đúng không, mãi nó chưa bẻ này. Chưa bẻ thì mình đánh to thôi, chứ có việc gì đâu. 90% tỷ lệ ăn mà anh em. Rất là ít khi nào mà mình lại gãy được cái thế này. Ok chưa, đấy rồi. 2, 4, 2, 4, 6. Bố chưa, ngon chưa anh em? Quá hợp lý đúng không anh em? Đấy, đánh nó cứ nhẹ nhàng thế này thôi. Wow, nhưng mà lúc đầu lo phết đấy chứ. Tại vì tự nhiên thấy 2 xong 4 cái, ui, đang hơi lo. Quả này là phải ra 5 hoặc 6 thì mới ăn được. Nặng ra phát, wow, nhiều chân thế nhở. Thế là hút chắc rồi đâu nữa đúng không? Chấp nó ra 1-4 luôn chứ không phải là ra 2-4 nữa anh em ạ. Quá là ngon luôn đấy anh em. Ok, rồi, thế là ngay cái tay đầu đã hút được rồi. Ok nhá, thì bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn anh em đánh bằng thực sĩ của một và tổng hóa sinh ngầu đi. Đầu tiên, cái bước đầu tiên mình cứ phải vào và tính toán thuận nghịch đã. Mình sẽ tính đâu trong khoảng là 6-7 tay gì đấy đi. Đấy, 6-7 tay thuận nghịch nhá. Còn nếu mà anh em nào mà cẩn thận, anh em nào mà muốn tính toán nhiều cho nó gọi là có một cái nhìn tổng quan về những cái loại cầu kèo nhất có thể ấy, thì anh em có thể tính là 10-15-20 tay nhé, tùy mọi người thôi. Còn thời lượng clip của mình thì nó không phải là quá dài đúng không? Nên là mình sẽ tính là 5-6-7 tay gì đấy thôi. Đấy, thế cho nó hợp lý rồi. Nào, tầm khoảng 6-7 tay là mình cũng có thể nhìn ra được một số loại cầu rồi. Trừ khi là cầu kèo nó đang chạy nó quá là khắm này thì mình mới tính nhầm thôi. Đấy, mình mới nhìn nhầm thôi. Ok, thường thường là mình tính 5-6 tay là cũng đủ rồi anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tới con số 15 này nhá. Cách gọi là tắt cái cách đến thương người phía trái màn hình đi cho anh em đỡ bị vùng mắt này. 15-6 lẻ ra xỉu 9 môn thuận. Ok anh em, 15-6 lẻ ra xỉu 9 môn thuận này. Cái con tiếp theo 9+4 lẻ thành 14 môn nghịch. 14-5 lẻ xỉu 10 môn thuận. 11 lẻ xỉu 10 môn thuận. 15 lẻ xỉu 8 môn thuận. 8-5 lẻ thành 12 môn nghịch. 12+4 chặn ra xỉu 8. Chặn ra xỉu 8 đúng không? Là môn nghịch. Câu này à? Câu này thì bình tĩnh đã anh em ạ. Câu này thì chưa rõ được là nó sẽ ra như thế nào đâu. Tại vì ở trên này nó đang ra thế này thì mình nhìn ra được là nó đang ra cầu 33 hoặc là cầu 321. Nhưng mà cũng chỉ là hoặc là cầu 321 thôi, chứ mình cũng chưa biết được là liệu nó sẽ ra là cầu như thế nào đâu. Được chưa? Nên là con tiếp theo này nhá, mình sẽ đánh nó là một con nghịch đi. 8-1 đúng không? Một con nghịch là món tài này. Ok anh em ạ, chắc là đánh 3M rồi. 3M mình còn thấy là hơi to đấy. Tại vì cái con này mình như mình bảo rồi đúng không? Mình làm quá thì biết được là nó đang ra cầu kèo thể loại nó như thế nào đâu. Đấy. Tại vì cái cầu 33 ấy thì nó chỉ ra con số 8 này. Đây, mình cho anh em xem nhé. Cái cầu 33 nó chỉ ra con số 8 này là một con nghịch đúng không? Còn nếu mà cầu 321 thì nó chỉ ra con số 8 này là một con thuận. Đấy. Nên là cái con số 8 này thì
tỷ lệ ăn của nó là 50-50, 50% thuận, 50% ra nghịch. Nên là con số 8 này mà anh em không thích đánh thì mọi người có thể bỏ qua cũng được. Đấy, để cho đấy là lời khuyên của mình nhá. Anh em nào mà không thích đánh cái con số 8 này thì mọi người có thể bỏ qua, không cần đánh luôn cũng được. Ok chưa? Rồi. Nên con số 9 này thì chắc là mình sẽ đánh một con thuận đi. Tại vì cầu 33 thì chưa biết như nào, chắc là mình cứ đánh theo cầu 33 đi. Ok chưa? Khi nào nó gãy cầu các thứ thì mình tính sau. Nên là cái con tiếp theo này mình sẽ đánh tiếp là một con thuận nha anh em. Con số 9 này này, 15 cộng 5, một con thuận là một con tài. Đấy, một con tài này. Đánh theo thế này thì tỷ lệ ăn của nó chắc là cũng không cao đâu. Nên là mình sẽ đánh thế này thôi. Đấy, đánh thế này nếu mà ăn được thì vẫn là ngon đúng không? Còn nếu mà gãy thì sao? Gãy thì đây, nhìn thế này nó cho nó tròn vốn, nó đỡ ngứa mắt anh em ạ, hiểu chưa? Ok, thế là gãy thật rồi. Mà đâu, ở chỗ này nó lại ra là con nghịch chứ không phải là muốn thuận. Ok nha. Đấy, đánh như này là quá hợp lý rồi. Đánh nó phải gọi là quá cẩn thận đúng không anh em? Đấy, thế cái con này nó ra một con nghịch à? Con số 9 ra một con nghịch đúng không? Thế con số 10 nhá, mình sẽ tỷ lệ ăn một con nghịch đâu đấy tầm khoảng là 90%. Đấy, tại sao lại thế đúng không? Tại vì con số 10 này là ở trên nó đang ra 4 nghịch này. Mà ở trên nó là này, sorry, ở trên này nó là 4 nghịch đúng không? Thì nó đang có xu hướng ra cầu chuỗi là cao nhất. Mà cầu chuỗi thì nó phải ra ít nhất là 5 tay thuận, 5 tay nghịch thì nó mới là cầu chuỗi. Đấy, còn nếu mà là 3, 4 tay ấy thì nó chưa phải cầu chuỗi đâu. Nên ở đây mới là 4 tay nghịch đúng không? Mình sẽ có tỷ lệ ăn cái con tiếp theo là một con nghịch nhá. Đâu đấy tầm khoảng là 90% tỷ lệ ăn anh em ạ. 10 cộng 6, một con nghịch là một con xỉu này. 90% tỷ lệ ăn à? Được rồi, phang thêm 20m đấy xem thế nào. Đấy, ok, 90% tỷ lệ ăn tức là bằng với con lúc nãy mình đến 25m đúng không? Ngon chưa anh em? Quá ngon đúng không? Chỉ chờ đến như thế này thôi, quá hợp lý rồi anh em ạ. Đấy, mua chưa? Át luôn đấy chứ, mua át luôn đấy chứ. Ok nhá, thì thôi, nay cho đến đây thôi. Chút lại được tầm khoảng 40m, thế nên là quá ngọt nước rồi anh em ạ. Thiếu, gọi là thiếu chút chút đúng không? Thực ra cũng không phải là một chút mà thiếu, cũng hơn chục m đấy. Đấy, đôi vốn, nhưng mà ok, nên là gần như là đôi vốn rồi đâu. Quá là hợp lý luôn. Đấy, mình vào đánh ấy, thì cái quan trọng là mình phải nhìn thấy là cái cầu kèo nó đang như thế nào. Và cái quan trọng tiếp theo là phải tính toán cho nó chuẩn đúng không? Bây giờ tính toán mà không chuẩn thì làm sao mình bắt cầu nó chuẩn được. Đấy, nên là kiểu gì kiểu, nhưng cái bước của mình hướng dẫn cho anh em thì nó đều quan trọng cả. Nên là anh em phải chú ý từng ly từng tí mình hướng dẫn cho mọi người nhá. Ok, thế thôi, đến đây thôi, chốt lại. Nay mình chốt lại là 40m, quá là hợp ngọt nước rồi anh em ạ. Ok, anh em nào máu cỏ gì nữa thì hãy comment phía dưới cho mình biết, mình sẽ lên video hướng dẫn chi tiết cho anh em. Bye bye, gặp lại mọi người ở cái lần sau.